Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kích hoạt âm thanh audio trên đầu ghi của KB Vision. Đây con camera của KB Vision full màu, mã là CF2203LA. Con này có màu vào ban đêm. Đây hai đèn và trên có mic. Đây là đầu ghi Gabson 8104H1. Rồi, khi các bạn nhấp chuột phải để chọn trình đơn chính, để có chọn camera, để các bạn chọn dòng mã hóa nha. Rồi bây giờ là đầu ghi này là có 4 kênh bạn em, 1 2 3 4, thì các bạn có những camera nào có cái lối đầu ghi có âm thanh thì các bạn kích hoạt. Thì bây giờ là mình sẽ có 4 cái camera dòng có mic âm thanh, thì mình sẽ kích hoạt cả 4 cái này lên. Đầu là kênh 1, rồi các bạn chọn phần nhiều hơn. Rồi các bạn chọn mã hóa âm thanh, bạn kích vào đây xong. Cái định dạng âm thanh này các bạn để nguyên mặc định G711A. Còn nguồn âm thanh các bạn để nguyên là bạn chọn là dòng HDCVI. Chọn OK. Rồi bên cái dòng phụ video này bạn chọn là nhiều hơn. Đấy, các bạn cũng chọn như vậy, bạn kích hoạt OK. Các bạn chọn áp dụng. Rồi. Với kênh 2 thì các bạn cũng làm tương tự như kênh 1. Kênh 3. Rồi, bạn theo như này đã xong. Và các bạn chỉ cần kết nối con camera này với cáp đồng trục. Nhớ cáp đồng trục nha các bạn. Đây dây nguồn. Rồi, video của mình đã đến đây là kết thúc. Xin chào và tạm biệt các bạn. Các bạn có cần tư vấn và hỗ trợ về sản phẩm, xin vui lòng gọi điện vào số điện thoại hoặc là inbox theo Zalo 0934768738. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.